Em Hiếu Enika xin kính chào các bác, kính chào quý vị anh chị và các bạn. Rồi, đứng ngay cạnh em đây thì một mẫu xe nó khá quen thuộc với thị trường Việt Nam mình rồi. Không cần phải nói thì các bác cũng biết. Em không dài dòng và vòng vo nữa, giới thiệu với các bác Toyota Innova phiên bản E, sản xuất năm 2020, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, không kinh doanh vận tải các bác nhé. Rồi, về chiếc xe này thì trên tất cả các trang mạng, trên YouTube đã rất nhiều người đánh giá về các tính năng và độ bền bỉ của nó rồi. Thì ngày hôm nay em không đi vào những cái đó nữa, mà em Hiếu sẽ đi vào chi tiết chiếc xe, xem hiện trạng của xe sau khoảng là 4 năm sử dụng, 3 năm. Thì mẫu xe có những cái chi tiết nào mà khấu hao theo thời gian. Đầu tiên là cụm đầu xe, lưới tản nhiệt khá là to. Các bác nhìn kỹ trong khu vực logo, mạ chrome rất là sáng. Không, em Hiếu gần như là không thấy có dấu hiệu gì của thời gian, không có xước mà cũng không có ố màu gì cả. Đó, hai bên trang bị hai cụm đèn cũng rất là trong, to bản. Đó, tăng khả năng quan sát, cũng không có hiện tượng hấp hơi, rạn nứt hay gì cả. Nhiên xe thì cũng chỉ được trang bị đèn là đèn halogen thôi. Chi phí sửa chữa bảo dưỡng rất là rẻ, nhanh. Đó, sang phía phần thân xe. Xe thì được trang bị là bộ lốp vẫn zin theo xe các bác nhé. Đết lốp vào năm 2019. Đó, khu vực la răng nhìn vẫn rất là sáng. Từ la răng này không có hiện tượng bị xước hay là gì cả. Từ những con ốc chrome rất là sáng. Đó, phần tai xe. Chiếc xe này thì được Enika kiểm tra kiểm định 143 hạng mục và cam kết cho các bác. Thứ nhất là về động cơ, thứ hai là khung gầm, thứ ba là hộp số. Và vấn đề ngập nước thủy kích nữa thì cũng được Enika cam kết bằng văn bản giấy tờ nhé. Về chiếc xe này thì chỉ có sơn làm đẹp thôi ạ. Vâng, xe khoảng 4 năm sử dụng thì không tránh được những cái vết xước sát, mà khi em Hiếu muốn chuyển chiếc xe này tới tay các bác thì nó là hoàn hảo và đẹp nhất. Cốp xe thì cũng được trang bị là cốp cơ thôi. Đó, anh camera tiến sát lại xem cái nỉ ghế của hàng ghế thứ ba này còn rất là mới. Đó, không có bị, thậm chí là cũng không đen, không bẩn gì luôn, cho thấy là chủ xe trước giữ gìn xe rất là kỹ, rất là tốt. Đặc thù của cái dòng Toyota nhé, xe gầm cao Toyota, hàng ghế thì vẫn là gập cơ và treo lên trên. Đó, thuận tiện hơn cho các bác khi mà mình chở đồ có chiều cao tốt. Vâng, đây là khoảng không gian nội thất của chiếc Toyota Innova. Đó, như các bác có thể thấy, mẫu xe này rất là nhiều cơ, cơ học. Đầu tiên thì là cái cụm điều hòa, bao nhiêu năm vẫn là điều hòa cơ thôi. Đến cái đầu đĩa này cũng rất là nhiều cơ và theo từ nhà sản xuất. Chiếc xe này thì hiện tại em Hiếu đang nổ máy. Vâng, bật nước gió khá là to, nhưng các bác có cảm thấy ồn đúng không ạ? Như em ngồi ở vị trí này thì không nghe thấy tiếng động cơ luôn đâu. Cũng là Toyota máy xăng, êm thật. Cần số đang để ở vị trí mo, không có hiện tượng là rung rinh. Đó, tiện đây thì nói qua về cái chi tiết hao mòn thì em đã thấy là có độ hao mòn trên cái cần số này rồi. Tuy nhiên thì vẫn còn hoa. Đó, hao mòn thì không tránh được, bởi vì nó là xe số sàn, các bác tài thường xuyên phải cầm nắm. Đó, còn lại cái vô lăng gần như là em không thấy có một cái dấu hiệu nào là mòn theo thời gian. Hai bên, hai cái điểm cầm nắm vẫn còn hoa rất là rõ ràng và không có hiện tượng bị chầy hay là chóc gì cả. Đó, tablo xe thì cũng được trang bị là nhựa thôi, nhựa nhưng mà có vân giả da, cũng vẫn còn đen xì, không có bị bay màu hay là gì cả. Về phần ghế nỉ này, hai má ghế vẫn là rất là căng, nỉ sạch sẽ, không có bị xù hay là bị bẩn gì các bác nhá. Đó, phần trần cũng vậy. Phần trần thì em Hiếu nhìn ở đây có một chút gọi là bị xù ở cái góc này. Đó, như Enika để nguyên hiện trạng của xe, không xử lý, để cho các bác đến xem xe tại Enika là thật nhất, không có mông má hay tút tát gì cả. Đó. À, còn cái hay nữa này, xe số sàn nhưng cũng được trang bị thêm là chế độ lái, có Eco Mode và Power Mode. Đặc biệt là nó không còn cái tên gọi thánh lật khi mà có cái tính năng cân bằng điện tử này các bác nhé. Đó, các bác lái chiếc xe này thì rất là an toàn và yên tâm. Vâng,
Thưa các bác, đây là cái phần mà quan trọng nhất của một chiếc xe, là trái tim của chiếc xe. Vâng, có rất là nhiều chi tiết ở trong cái khối động cơ này và đã được NDK kiểm tra kiểm định rất là kỹ càng rồi. Đó, các bác nhìn từ những chi tiết đơn giản như là màu của nhựa, màu của những cái cao su thôi, còn thấy là chiếc xe này rất chất lượng. Và cái điểm mạnh của chiếc xe này là được trang bị động cơ nằm dọc và dẫn động cầu sau các bác nhé. Công nghệ thì là công nghệ Dual VVTi với cam biến thiên là cam kép, cả nạp cả xả, giúp là tối ưu hóa về khả năng là tiết kiệm nhiên liệu. Đó, điểm qua một vài chi tiết ở trong khoang động cơ này, anh camera xin mời anh. Các bác có thể thấy là ốc capo này nó còn nguyên zin nguyên bản, rồi đến ốc tai xe, đinh tán, toàn bộ những thứ mà liên quan đến đâm đụng mà ảnh hưởng đến khung gầm thì NDK đã kiểm tra rất là kỹ. Đó, vừa rồi là em Hiếu đã gửi chi tiết mẫu xe Innova số sàn sản xuất năm 2020, tên tư nhân biển Hà Nội và là biển trắng, không kinh doanh vận tải. Bác nào mà có nhu cầu quan tâm đến chiếc xe này thì hãy liên hệ với em Hiếu theo số điện thoại để ở góc trái màn hình, hoặc là đến xem xe trực tiếp tại NDK Long Biên, có địa chỉ tại số 3 cộng 5 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.